Có check thì nó đang bị lỗi là đầu tiên là cái phần là thêm mới cái thành viên này. Sao đây. Đấy. Đây cứ nhập lại các thông tin này thôi. Đấy. Ở đây thì hệ thống nó sẽ tự động gán cái mã nhân viên. Đấy. Đấy. Và thứ hai nữa là ở cái phần kỷ luật này nhá. Đây thì ở đây thì nó đi lại, ở đây các bạn sẽ thấy là đây có ba cái phần, hai thưởng một kỷ luật, thì các bạn nhìn thấy phần thống kê nó sẽ có là hai thưởng một kỷ luật đấy. Tiếp theo nữa là ở cả đối với role nhân viên vào ấy, khi đây khi mà các bạn vào role nhân viên thì các bạn chỉ xem được những phần thống kê này này, và qua nhân viên vào thì nó chỉ quản lý được cái bảng lương của mình thôi, với lại phiếu kỷ luật của mình. Đây ví dụ như ông này, ông nhân viên 4 này có một cái phiếu thưởng đấy. Ngoài ra thì mình cũng có thể tạo lại phiếu lương cho ông nhân viên 4 này. Đấy. Ví dụ như là mình sẽ tính từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 này. Đấy. 10 ngày với mức lương là ví dụ như là 1 triệu 2. Đây, 1 triệu 2 thì nó sẽ 1 triệu 2. À, sao chỗ này nó phải nhân lên nhỉ? Ồ, cái công thức cho tính lương này mình đang còn tính sai, mình sẽ tìm mình chỉnh lại nhé. Đây thì còn việc phụ cấp này các bạn được cộng thêm này. Đấy. Ở đây công thức mình sẽ tính là mức lương này theo ngày này nhân với số ngày công này. Đấy. Ra cái cộng với tiền phụ cấp này thì ra nó sẽ ra lương thực nhận nhé. Đấy, công thức là như thế, nhưng chỗ này đang sai thì mình sẽ check lại sau. Submit này. Đấy, ông số 4 có cái phiếu lương rồi, thì ở đây các bạn sẽ làm lại, các bạn sẽ thấy. Đấy. Phiếu lương. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy này. Đấy. Mức lương là 10 triệu. Mức lương là 100 nghìn. Lương của ông nhân viên 4 đây. 100 nghìn cộng với thưởng phụ cấp. Chỗ này mình đang số sai để mình check lại, tức là nó sẽ là gì, cái số ngày công này nhân với mức lương này cộng với phụ cấp nó sẽ ra thưởng nhận. Đấy, các bạn hiểu công thức là như thế, thì để mình sẽ update lại cái phần này. Và kiểu nhân viên thì nó cũng thể cập nhật lại thông tin của nó nữa là được. Đấy, thì đối với role nhân viên thì nó chỉ như thế thôi, còn admin thì nó sẽ có full cái quyền này.